Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Châu Văn Tiếp, nó sẽ nối với lại đường Nguyễn Tất Thành thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ chỗ này mà đi ra biển Phước Hải thì khoảng hơn 2 cây số quý vị nhé. Nói chung thì đi tập thể dục thể thao, đi xe đạp các thứ ra biển thì cũng rất là gần. Thì chỗ này thì rất thích hợp để nghỉ dưỡng, bởi vì từ đây ra biển gần và hải sản ở bên Phước Hải thì cũng rất là nổi tiếng quý vị nhé. Có thể nói là tươi ngon nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Chỗ này gần cái nhà nghỉ Phát Đạt này, đó là nhà nghỉ Phát Đạt, nó là hai mặt tiền, là mặt tiền đường Châu Văn Tiếp và mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, tức là đường ven biển đấy. Quý vị có thể xem cái vị trí này qua Google Maps rất là dễ. Còn nếu ai quan tâm thì tôi có thể gửi trực tiếp luôn. Thì giới thiệu quý vị nhé, một cái lô đất nằm trên cái mặt tiền đường Châu Văn Tiếp này. Đây, đường có cái vạch nhà sơn ở giữa luôn, đường mới đẹp. Thì ở đây chúng tôi có 2 cái lô đất và 1 căn nhà, 3 lô đất 1 căn nhà đang chào bán. Thì ở đây có 2 lô đất, thì một lô đất là ngang 10 mét quý vị nhé, ngang 10 mét, sâu vào hơn 100 mét, 110 mét, tức là 1.128 mét vuông, đang chào bán là 4.4 tỷ, tức là giá này là giá để giá bán đấy quý vị nhé, giá bán là giá cực kỳ hấp dẫn luôn, đến tận cuối của cái bờ tường kia kìa. Thì trong đó cái lô này là có 200 mét đất ở, giá 4.4 tỷ. Tôi thấy giá như vậy là quá là hấp dẫn luôn quý vị nhé, tức là chưa đến 4 triệu một mét vuông mà mặt tiền đường này. Bây giờ những có những cái lô phía đằng sau trong hẻm thôi cũng đã 10 triệu mét vuông rồi. Đấy, mà trong khi đây là mặt tiền, nhưng tội nó mặt tiền thì nó hơi bé, tức là chỉ có 10 mét thôi. Còn có những chỗ khác trong hẻm không, nó cũng đã 10 triệu mét rồi. Thì cái này là 4.4 tỷ quý vị nhá. Và bên cạnh đó, cách một lô thì có một lô khác là ngang 15 mét, sâu vào 100 mét. Thì là 1.400 bao nhiêu nhỉ? Đại loại 1.400 mét. Đấy, trong đó có 150 mét đất ở, bắt đầu từ kia cho đến chỗ cây cột điện đây là 1.400, có 150 mét đất ở thì là giá bán là 6 tỷ rưỡi quý vị nhé. 6 tỷ rưỡi, chiều ngang rộng hơn thì giá nó cũng cao hơn. Đấy, vị trí này rất là gần. Đấy, ngay đường Nguyễn Tất Thành rồi đường Võ Văn Kiệt đấy. Đấy, đường ven biển thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì khu vực này là cũng có nhiều nhà nghỉ này, nhiều cái homestay các thứ. Thì quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Đấy, còn có một căn nhà khác có diện tích là 513 mét vuông, đang chào bán là 4 tỷ rưỡi, nhà ở luôn, và tôi đã có một cái video nói về căn nhà đó rất chi tiết rồi. Đấy, thì quý vị nào quan tâm đến đất hoặc nhà thì cứ liên hệ nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Và tôi xin nhấn mạnh với quý vị một điều là gì, những cái lô đất này nằm trên mặt tiền đường này đi ra biển rất là gần và rất là thích hợp để đầu tư trong cái giai đoạn này với giá vô cùng hấp dẫn quý vị nhé. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại.